Rất vui chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh truyện Ma Nguyễn Huy, Đất Động Radio. Ngày hôm nay Huy sẽ gửi đến cho mọi người một tập truyện Ma Dân Gian Pháp Sư, một tác phẩm mới nhất của Ngọc Sơn. Câu chuyện xoay quanh về một người thầy Pháp già trong một lần năm xưa gặp được hai đứa trẻ bị bỏ rơi ở trước cổng chùa, thì ông đem về nuôi và coi nó như con ruột vậy. Hai đứa trẻ tuy rất hiếu động và tính tình của vị pháp sư già cũng rất là hài hước, rất là vui vẻ, nhưng mà luôn đem hết lòng truyền đạo lại cho hai đứa trẻ cũng như là yêu thương chúng. Dự kiến câu chuyện này Huy sẽ gửi đến cho tất cả mọi người trong hai video tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người hãy chú ý đón nghe nhé. Truyện sẽ được phát vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày. Rất mong là khi nghe truyện, quý thính giả hãy đừng quên đang bấm like video và hãy bấm đăng ký kênh để giúp cho Nguyễn Huy phát triển kênh ngày càng tốt hơn, vững mạnh hơn. Rất cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Còn bây giờ, Nguyễn Huy xin mời tất cả mọi người cùng bước vào phần 1 của bộ truyện Huyết Tiên Huyền của tác giả Ngọc Sơn. Sạp gạo của bà Thu hôm nay đông hơn thường ngày, không phải vì có chương trình từ thiện hay khuyến mãi, mà là do sự hiếu kỳ của mọi người về cái chết bất đắc kỳ tử của bà. Nghe đâu hồi trưa mới chửi lộn với ai ở ngoài chợ, vậy mà vừa mới xách đồ về trước ngõ, bỗng dưng lăn đụng ra chết. Trong hàng loạt những tiếng xì xào to nhỏ, đâu đó có nghe thấy những chữ nghiệp, chữ quả báo. Ai cũng vừa lắm á bà, nghe nói hồi trưa ra chợ đòi nợ, ông hai què bán vé số chứ ai đâu. Người ta cực khổ xin khất có một bữa mà cô không cho, chửi chỗ sầm lên, chửi cho đã cái miệng thì lăn đùng ra chết. Ủa mà chết không kịp trở tay luôn hả chị Tư? Đúng rồi, nằm ở giữa đường, người tím tái lên, giật tay giật chân thấy ghê lắm. Nghe nói nhà có ai bị đâu, tự dưng giờ bà lên cơn động kinh rồi chết. Quả báo đó. Thôi chị Tư ơi, dù gì họ cũng chết rồi, mình biết thì mình để trong bụng thôi. Thôi tôi về nấu cho mấy đứa nhỏ nó ăn rồi nó đi học, chiều tối qua coi sao. Chẳng biết chừng nào liệm nữa. Bà cô này nói đúng, khi sống bả sao không biết, nhưng khi chết rồi thì nên để cho người ta yên nghỉ. Ác nhân ác báo, sống như thế nào thì có trời biết đất biết. Kể ra thì dù là khách ruột của bả, nhưng tôi cũng không có cảm tình là bao. Nói chứ làm người phải có cái tâm hướng thiện, không giúp được về vật chất thì san sẻ cho nhau về cái tinh thần. Đằng này khẩu xà tâm xà như bà ta, đã là rắn thì càng ở gần càng nguy hiểm hơn. Ê, tao thấy không phải bà chết vì đột quỵ hay giật tay giật chân cái gì đâu. Nè, mày lại thấy cái gì nữa rồi? Bà bị người ta hại hay sao? Người ta hại thì có chính quyền lo, nhưng mà tao thấy hơi khó hiểu. Người vừa chết, cơ thể không thể tím tái nhanh như vậy được, chưa kể giật kinh phong hay là động kinh, mà chân tay không có co rút, mắt cũng nhắm nghiền à. Chỉ có cái lưỡi lại bị cắn đứt đôi, rơi ra ngoài thôi. Mày lại liên tưởng tới chuyện ma quỷ nữa phải không? Thôi, đừng có chọc sư phụ nữa. Ông lại tống cổ đi như cái lần vô chùa bắt ma bây giờ, đi mua gạo rồi về. Mà bà Thu chết rồi thì qua nhà bà Lý cuối sớm mua đi. Nhanh về không có cơm sư phụ lại chửi cho. Nhanh giúp tao với, chuyện của ai người đó biết mà. Ê, từ từ, để tao coi chút đã, còn sớm mà. Dứt lời, thằng Cát bỗng dưng chạy tọt vào trong nhà bà Thu. Tôi thấy vậy cũng hốt hoảng theo sau. Cái thằng này đang tính giở trò gì nữa đây? Nhà người ta đang chuẩn bị thủ tục khâm liệm, nó lại xông vào như vậy, mang quả cho bảo là tại số. Tiếng khóc não nề vang lên giữa căn phòng khách. Xung quanh là anh chị em trong gia đình, cũng chỉ mấy người thanh niên trong xóm sang giúp che rạp, đợi giờ khâm liệm. Thằng Cát sau một hồi đứng nhìn chăm chăm vô cái xác của bà Thu, bây giờ đã được đắp chiếu qua đầu, rồi quay sang hỏi một cụ già bên cạnh. Ông ơi, khi nào liệm vậy ông? 6 giờ chiều, mất cận rằm tháng 7, cũng hơi 6 ngày đây, khổ quá. Dạ con cảm ơn. Cái thằng này không biết đang âm mưu mưu đồ cái gì, mà trong ánh mắt lăm le đảo chiều liên hồi. Nó là huynh đệ với tôi, hai thằng đều là trẻ mồ côi, được sư phụ nhặt ở cổng chùa về nuôi dưỡng và truyền dạy. Tuy là tầm sư học đạo đã lâu, nhưng chưa có vụ nào trọn vẹn hết. Có lần còn suýt bị mời lên đồn vì tội quấy rối tang gia của người ta. Mà thủ phạm không ai khác
chính là thằng Cát này đây. Ai đợi người ta đang khâm liệm, nó ở đâu sọc vô, bảo là giờ xấu, hai ngày nữa không được chôn. Gia chủ thì làm sao mà tin được. Tan gia cho nên người ta không làm gắt gao, nói năng nhẹ nhàng, khuyên nó đi ra ngoài thì nó không chịu, một mực cương quyết. Cuối cùng thì gia đình đành gọi công an xuống để giải quyết mà thôi. Nè, thôi về đi mày ơi, về muộn không có cơm á, sư phụ đổ quạo thì mệt á. Đi. Ê, tối nay đi chơi tao không? Hả, đi đâu? Mày mà gái gú á, sư phụ ông chửi đó. Không, tao sẽ làm cho ra lẽ cái vụ này. Tao biết chắc chắn á, là không phải bà tự nhiên mà chết đâu. Ừ thì đúng rồi, bà ngã xuống, giật tay giật chân xong rồi mới chết mà. Em phải, là cái nguyên nhân mà gây ra cái chết của bà đó. Ai không biết bà ngã xuống. Lúc nãy đi vô trong á, tao không có nhìn thấy vong hồn của bà xuất hiện ra. Đáng lẽ giờ này á, bà không thể nào biết mình đã chết được, chắc chắn là phải quanh quẩn ở đâu đó trong nhà. Ờ, mày nói cũng đúng ha. Tao thấy cũng lạ lạ đó. Mới chết thì vong hồn không thể nào biết mình đã chết được đâu. Sau khi mà khâm liệm thì may ra. Thì đó. Nè, tối nay đi với tao đi, biết đâu là có chuyện hay cho mình làm. Ê, nhưng mà việc này phải hỏi sư phụ cho cẩn thận. Tao đang nghi là có cái gì đó bí ẩn ở đằng sau gia đình này. Rồi, rồi giờ đi mua gạo được chưa? Chút về mày nấu cơm đi, tao nấu nhão ông chửi hoài à. Hai thằng chở bao gạo về nhà. Và đúng như tôi dự đoán, sư phụ thấy trễ liền tra khảo ngay. Làm gì có thể qua mặt được ông ấy chứ. Mấy lần xạo sự bị bắt thớp đều nhờ cô Mai hàng xóm sang giải dây. Nếu không trước sau thì cũng bị no đòn. Trôi mây mà đánh vào mông thì đừng hỏi sao quả tiết lại đẹp và rực rỡ tới như vậy. Hai đứa đi đâu về trễ vậy? Sao mua gạo bà Lý mà không mua gạo bà Thu? Dạ, chuyện là vậy nè sư phụ. Thằng Cát dường như đã ấp ủ cái ý định suốt từ nãy đến giờ, nên khi vừa được khơi gợi ra, nó đã tuôn ra một tràng về cái chết bất đắc kỳ tử của bà Thu, cũng như sự việc nó sắp làm vào đêm nay. Nghe xong, sư phụ có vẻ trầm ngâm. Ông bấm tay suy ngẫm điều gì đó, rồi mới lên tiếng. Quá lớn rồi. Các con có thấy vòng hồn của bà thoát ra hay không? Không sư phụ, quanh nhà cũng không có nữa. Khi chết thân thể như thế nào? Dạ tím tái, nhưng mà tay chân không có co quắp, dù là trước đó bị giật kinh phong á. Nhưng mà cái này con nghe người ta kể lại thôi, chứ không có tận mắt chứng kiến. Cận rằm tháng 7 lại không nhìn thấy vong hồn. Căng à. Tối nay qua đó với ta, gia đình này có thể gặp đại họa rồi đó. Ủa, tối sư phụ không đi chơi với cô Mai sao? Có tuộn đâu trên xóm trên mà. Con nhớ là cô có hẹn mà. Chuyện đó để sau đi. Mà hai thằng bay rảnh lắm, chuyện người lớn hóng hớt làm cái gì. Coi chừng con ngại mang quả nghe. Đi vô trong nấu cơm. Anh Bảy. Anh đây. Ý, ghê quá sư phụ ơi. Có đi không? Tao đập cho bây giờ. Nhanh lên, hai cái thằng này. Hai thằng lập tức chuồn nhanh trước khi cơn thịnh nộ của sư phụ ập đến. Không biết những sư phụ khác như thế nào, chứ mà sư phụ của bọn tôi thì hơi bị hài hước. Có điều ổng tốt tính, việc nào ra việc đó, cho nên bà con ai cũng yêu quý. Nhưng với đám đệ tử thì ngược lại, luôn luôn tìm cách bắt bẻ. Mà đúng là đẻ trước thì có lợi thế lớn thật, có bao giờ hai thằng tôi qua mặt được ổng đâu. Nè, lấy cái hộp gỗ cho ta, bỏ thêm hai sợi chỉ âm lộ vô, đến đó có khi cần dùng đến đó. Có đem theo bộ không sư phụ? Vậy đem để phát cho mỗi người một lá sao? Dạ không thì thôi. 5 giờ chiều, ba thầy trò xuất hành xuống nhà của bà Thu. Lúc này họ hàng gia quyến đã tập trung khá đông. Xung quanh bà con lối xóm xúm tụm lại trông rất xôm tụ. Không biết thường ngày bà đối nhân xử thế như thế nào, nhưng khi chết đi không nghe một tiếng than ngắn thở dài lưu luyến, mà toàn là nghe tiếng xì xầm to nhỏ về cái nghiệp chướng của bà thôi. Các à, con cầm sợi chỉ âm lộ vào trong kiểm tra xem có vong hồn nào ẩn nấp hay không. Nhớ là làm cho kín đó, như lần trước là lên đồn hết đó, nghe chưa? Nhận lấy sợi chỉ, thằng Cát lập tức lẻn vào trong đám người đang hối hả chuẩn bị đám tang, trang hoàng bàn thờ, hoàn tất những công đoạn cuối cùng trước khi khâm liệm. Hai thầy cúng, một áo lam,
một áo vàng khoác cà sa cũng đã xuất hiện ra. Bà Thu này nghe nói bị giật kinh phòng chết hả chị gái? Tôi đâu có biết đâu, nhưng mà nghe gia đình nói là về tới trước ngõ tự nhiên lăn đùng ra, rồi tay chân giật lên, xe cấp cứu tới nơi thì chết luôn à. Ở lúc đó khoảng mấy giờ chị giờ có biết không? Anh nhìn cáo phó thử coi, chứ tôi không có rành. Sư phụ đá mắt, ý muốn bảo tôi vào trong xem cáo phó. Để coi. Nguyễn Thị Thu sinh năm 1974, tuổi Giáp Dần, từ trận lúc 11:30 ngày 12 tháng 7 âm lịch. Bà chết vào khung giờ ngọ, có vẻ hơi gầy go rồi đây. Sư phụ à, Giáp Dần 1974, mệnh thủy giờ ngọ. Giờ ngọ là giờ của ma quỷ. Bà chết xong không thấy vong hồn, khá là gầy gò đó. Được rồi, tìm lại cũng không khó, nhưng mà để xem nguyên do có phải là chết bất đắc kỳ tử hay không. Còn thằng Cát, nó đi đâu nãy giờ chưa thấy ra nữa. Sư phụ, con đây. Má ơi nó cay. Sao vậy? Con lớn ngớ vào trong không có để ý. Người ta chen lấn quá làm rơi mất tiêu sợi chỉ rồi. Nãy giờ tìm hoài không có ra. Gì? Nãy giờ mày ở trong đó là để tìm sợi chỉ hả? Dạ đúng rồi. Nè thằng Sơn, lấy cây kiếm trong hộp gỗ đưa cho tao, nhanh lên. Con lỡ mà sư phụ. Cầm lấy, chuyện quan trọng, làm cho cẩn thận vô. Nhanh lên á, không người ta nghi ngờ bây giờ đó. May mà sư phụ dặn đem theo hai sợi, chứ không thì thằng Cát ăn luôn cây kiếm gỗ của ổng rồi. Chưa bao giờ thấy nó làm cái gì ra hồn cả, toàn là hù sư phụ hết hồn thôi. Sư phụ à, không có dông. Đã kiểm tra kỹ chưa? Dạ rồi, sợi chỉ không có hề nhúc nhích gì luôn. Lạ thật, rốt cuộc là bà đã đi đâu? Lẽ ra không ở trước quan tài thì cũng phải quanh quẩn đâu đó trong nhà chứ. Thôi được rồi, cứ ở đây quan sát đã. Con cầm một ít cái bột nhang này, lén rải ở quanh trước cổng đi, để coi chút nữa những vong hồn chất dưỡng lại gần có bà Thu đi cùng hay không. 6 giờ chiều, hai thầy cúng bắt đầu làm lễ khâm liệm. Ba thầy trò đứng ngoài lặng lẽ quan sát xung quanh. Theo như thông lệ, sau khi khâm liệm, vong hồn mới biết là mình đã chết rồi. Thế nhưng mà từ lúc trưa cho đến bây giờ, không hề thấy vong hồn của bà ở đâu cả. Chết giờ ngọ không xấu, nhưng là đúng cái tháng cô hồn này. Xem ra nếu như không tìm được, nhà bà sớm muộn gì cũng gánh tai họa mà thôi. Tư tưởng chưa thông, không nghe kinh độ. Ngoài kia ma quỷ trong linh chất dưỡng trùng trùng điệp điệp, chẳng mấy chốc mà biến tướng về tâm tính. Ma không ra ma, quỷ không ra quỷ. Sư phụ, nhìn kia. Tiếng kinh vừa vang lên, cũng là lúc những vong hồn chất dưỡng lập tức xuất hiện ra. Ở hai bên đường, bọn chúng đang đứng dậy đặt. Nhưng điều làm cho thầy trò tôi bất ngờ hơn chính là vong hồn của bà Thu đang tiến lại gần cổng. Ở bên cạnh là một loạt những cái vong nhỏ xíu, nhìn tướng như đang hộ tống bà ta. Sư phụ ra dấu án binh bất động, chỉ đứng quan sát xem bọn chúng muốn làm cái gì. Lúc này tất cả đều đổ dồn mọi ánh mắt về phía bà Thu. Vong hồn của bà vẫn đứng ở trước cổng. Tuy nhiên, không ai trong số những người ở đây có khả năng nhìn thấy, ngoài ba thầy trò bọn tôi. Một vong nhi đi cùng bắt đầu mon men vào bên trong. Nó không hề sợ tiếng tụng kinh cũng như tiếng gõ mõ, gõ chuông. Trong thân thể kết đặc, người ửng đỏ, chắc là đã thành quỷ mất rồi. Nó đứng đó ngó nghiêng một lúc, rồi lập tức trở ra, ra dấu cho đám còn lại dẫn bà Thu đi. Đuổi theo. Sư phụ nhanh chóng mở rương, giấu cây đoạn kiếm gỗ vào trong tay áo. Hai thằng tôi lập tức áp sát theo, nhưng vẫn giữ điệu bộ của kẻ không hay biết gì. Bọn chúng vẫn đi chậm rãi ở phía trước, rồi bất tình lình rẽ vào ngã tư đoạn, nơi có một cái con đường đá dẫn thẳng ra nghĩa trang thai nhi. Khoan đã, dừng lại. Sao vậy sư phụ? Đến đây được rồi, đừng có vào bên trong. Đây đích thị là nơi đi chôn về của bọn chúng đó. Sao lại khẳng định chắc nịch vậy sư phụ? Lỡ mà nó giấc dưỡng mượn tạm chốn ở thì sao? Vậy tuy là sắp chuyển thành quỷ, nhưng mà nếu liều mạng đến một nơi chôn cất xa lạ, chắc chắn là sẽ bị dòng khác áp chế.
Đằng này bọn chúng ra vào tự nhiên như chỗ không người vậy. Đây là nghĩa trang thai nhi, cho nên không thể sai được đâu. Sư phụ bén thiệt á. Tao đẻ trước tụi bay mà, bây giờ không mang theo bùa, cho nên chưa chắc khắc chế được bọn chúng đâu. Tạm thời cứ để theo dõi đi. Tuy nhiên trước thất đầu của bà đó, phải nhanh chóng kéo vong hồn của bà về nhà. Để lâu chắc chắn biến thành quỷ dữ, gia quyến lập tức gặp tai họa đó. Ờ, nhưng mà tại sao cái bọn vong nhi này á lại bắt giữ vong hồn bà Thu vậy sư phụ? Tao không rõ nữa. Mà lạ là bà chưa có chồng con, kiếp sống không biết có phạm cái kiêng kỵ gì hay không. Nhưng mà sao lũ vong nhi này lại đến và dẫn đi như vậy? Hoặc cũng có thể là sự vô tình không hơn không kém. Chuyện này ta cần phải điều tra rõ hơn. Vậy bây giờ tiếp theo làm gì đây sư phụ? Tao dậy đi xem tụng với em Mai chứ sao. Tụi mày dậy coi nhà đi, việc này ngày mới tính. Tạm thời bà Thu ở trong tay bọn nó thì an toàn hơn là nguy hiểm đó. Tôi biết kiểu gì ông cũng kiếm cớ về đi chơi với cô Mai mà. Kẻ đưa mắt nhìn qua thằng Cát, hình như nó đang lăm le một ý định gì đó. Điệu bộ không mấy thỏa mãn cho lắm. Sẵn tiện đang rảnh, về nhà xem nó tính làm cái gì. Đợi sư phụ với cô Mai quất bóng, nó lập tức vào trong sửa soạn đồ nghề, đeo theo cái hộp gỗ của sư phụ, rồi vội vã chạy ra bên ngoài. Tôi biết nó đi đâu, cho nên chưa cần đuổi theo. Chút nữa đến sau sẽ vào vai nhân vật chính xuất hiện ở tập cuối vậy. Không nằm ngoài dự đoán, thằng Cát đang lấp ló ở ngoài cổng dẫn vào cái nghĩa trang âm u. Tiết trời tháng 8 dương lịch tuy nóng nực, nhưng ở nơi âm khí dày đặc như thế này, nó cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nhìn vào từng động tác cử chỉ, có lẽ nó đang dùng âm lộ để dẫn đến chỗ có âm khí mạnh nhất. Sư phụ mà biết nó thực hành như thế này thì chỉ có ăn chửi mà thôi. Đến nghĩa trang truy tìm âm khí, nếu có tiền sử thần kinh, có lẽ sẽ được bỏ qua cái khâu chửi rủa của sư phụ. Nè, nó giật bắn người khi tôi chạm tay lên vai, lập tức xoay người lại, dùng bùa dán thẳng trán, quét chân trụ của đối phương ngã xuống. Hai thằng cùng xuất thân từ một lò, cho nên những chiêu thức này quá đổi quen thuộc. Tôi mau chóng né tránh, đứng thẫn mặc kệ nó sấn tới. Mẹ mày, hết hồn mày, sao mày biết tao ở đây mà tìm vậy? Tao không biết á thì mới là chuyện lạ chứ. Nè, cúi đầu xuống. Từ bên trong, hàng loạt những cái dòng nhi bắt đầu xuất hiện. Bọn chúng lướt qua lướt lại trên những ngôi mộ nhỏ đã phủ đầy rêu phong. Ánh trăng khuyết mập mờ tỏa xuống dưới, càng khiến cho không gian thêm phần rùng rợn. Con quỷ nhi lúc nãy bất thình lình xuất hiện ra, tụ tập các dòng nhi khác lại thành một vòng tròn, rồi thì thầm to nhỏ cái gì đó. Hai thằng cố gắng lắng tai nghe, nhưng không tài nào hóng hớt được điều gì. Được một lúc, bỗng dưng bọn chúng phá lên cười, rồi mau chóng tản đi. Kỳ lạ thật, trong hồn của bà Thu thì không hề có mặt. Ê nè, vô trong đi. Thôi mà vô đi, tao sợ ma lắm. Không, để tụi tao ra tiếp đón chứ. Một giọng nói lanh lảnh vang lên, kéo theo đó là hàng loạt những tiếng cười giòn tan. Hai thằng giật mình quay đầu lại, ở phía đằng sau có cả thảy 5 con dông nhi đang dàn hàng ngang, vỗ tay liên hồi ra chiều mừng rỡ. Nè, mày làm gì làm đi, tao về trước à. Về pha tao có mì nghe. Được. Thấy thái độ coi thường của bọn tôi, chúng nó có vẻ tức giận, lập tức có ý định lao tới. Thằng Cát mở cái hộp gỗ, lấy ra một lá bùa, tính dương lên áp chế thì bỗng nhiên nhìn thấy cái dòng chữ ngoạch ngoạc viết trên đó. Chả giờ thua, rồi bỏ chạy đi hai thằng ôm. Sư phụ làm cho hai thằng hoảng sợ hơn cả lúc gặp cả đám dông nhi xuất hiện ra nữa. Ổng là cái thứ gì mà không phải con người nữa rồi? Thì ra đã đoán trước được sự việc, hèn gì không giống như mọi lần đi đâu cũng dặn dò kỹ lưỡng, nhưng hôm nay dắt xe ra là phóng đi luôn. Gần 50 rồi, có ngày cũng bị hốt lên độn thôi. Ê, giờ sao đây mày? Nghe lời ông đi, tí về ăn no còn nghe ông chửi nữa. Dứt lời thì đám dông nhi lập tức xông vào,
Tôi và thằng Cát tách ra làm hai hướng. Theo thói quen, nó tính dùng kiếm gỗ nhưng bị tôi cản lại. Cái thằng máu chiến vẫn không bỏ cái tật. Năm cái dòng nhi chỉ làm hai tốp, tôi số nhỏ phải đối mặt với ba con. Ở phía bên kia, thằng Cát cứ hùng hục như muốn ăn tươi nuốt sống. Biết là ma lực của bọn chúng không cao, nhưng sư phụ đã dặn ắt hẳn là có lý do. Nè, cho nhanh đi, đánh đánh cái gì nữa. Nhưng mà hai thằng chạy thục mạng ra bên ngoài, đằng sau là những tiếng cười khoái chí của lũ trong nhi. Thằng Cát mặt đỏ bừng, ra chịu tức tối. Đang diễn thôi mà, không cần quá cảm xúc như vậy. Tao không hiểu nổi ông Bảy. Mày gọi thẳng tên sư phụ luôn đó. Lộn, tại tao tức quá. Không biết sư phụ nghĩ cái gì mà cản lại. Không là tao cho cả năm đứa quá kiếp luôn rồi. Để làm cái gì? Cho mày có dẫn được trong hồn bà Thu vậy không? Tao... Nhưng mà giải quyết xong bọn nó thì vô trong luôn. Kiểu gì mà không diệt được. Nè, mày biết trong đó có bao nhiêu cái dòng gì không mà diệt? Thấy cái nghĩa trang rộng lớn không? Âm khí tỏa ra như khối vậy. Mò vô trong đó, mười ông Bảy. Lộn, mười sư phụ cũng bỏ mạng chứ đừng nói tao với mày. Mày vừa mới nói ông Bảy luôn á. Một điều. Ủa, mà sao ông biết trước rồi cản mình lại ta? Ông lạ gì cái tính khí nóng nảy của mày nữa. Cản lại là vì ông muốn tìm rõ ngọn ngành trước. Không phải lúc nào cũng đổ hết tội lên đầu trong hồn ma quỷ đâu. Cái thứ hai là ông biết kiểu gì tao với mày cũng xử lý không có được. Cho nên dặn trước cho em. Không thôi ai nấu cơm giặt đồ cho ông. Tiền không có còn chưa cưới cô Mai được. Chỉ biết nương nhờ cho tao mày thôi. Đang say sưa nói xấu thì có tiếng đặng hắn vang lên. Sư phụ đã về từ lúc nào rồi, trên gương mặt rất gian xảo. Ông không nói không rằng, vào bàn trót trà ra nhâm nhi, bưng cái hộp gỗ lên kiểm tra lại mấy lá bùa, rồi tủm tỉm cười, tay lầm le cây kiếm gỗ. Đảo mắt một lượt qua hai thằng, sư phụ mới bắt đầu chậm rãi nói. Hai thằng bay ở nhà sao không lo luyện ngâm bên đây? Tao vừa nhìn thấy hai cái hũ sành còn y nguyên kìa. Sư phụ đừng có đóng kịch nữa. Tao mà phải đóng kịch sao? Cái thằng Cát, lần sau làm cái gì cũng phải cẩn thận chứ. Không có chuyện nôn nóng như vậy. Một con, hai con, ba con thì có thể trấn áp được. Nhưng mà nguyên một cái nghĩa trang như vậy, con nhắm có thể không chơi nổi hay không? Ta thừa biết cho nên đã chuẩn bị sẵn đó. Chỉ có như vậy mới kìm nén được cái đầu nóng lại. Chuyện giáp mặt chỉ là sớm muộn thôi. Cái quan trọng hơn đó là ngọn ngành sâu xa và việc có giải thoát được vong hồn của bà Thu hay không. Sáng ngày mai hai đứa qua nhà bà Thu đi. Bằng mẫu giá phải rút được cái chân nhang ở trong cái bát hương thắp cho bà. Để làm gì vậy sư phụ? Thì có cái để mà dẫn bà về chứ. Hôm qua lúc thầy tụng kinh đó, những cái tiếng chuông tiếng mõ đều được chân nhang hấp thụ. Đúng ra là lấy bột nhang, nhưng mà hơi khó. Lấy chân nhang được rồi, càng nhiều càng tốt. Không thì vài cái cũng được. Trong lúc lấy thì nhanh tay đẩy cái lá bùa trấn âm này xuống dưới bát hương, trấn không cho những vong hồn ma quỷ khác xâm nhập vô cái thể xác vô hồn của bà. Hai thằng mày làm ơn nghiêm túc và gọn gàng giúp cho tao, nhớ chưa? Dạ, chuyện nhỏ thôi mà sư phụ. Ủa, mà sư phụ đi đâu nữa? Tao qua nhà Mai chút. Ủa, đêm hôm qua nhà anh ta làm gì chứ? Hai cái thằng này, chỉ người lớn mà cứ bon chen. Bước vô trong luyện tập với âm binh mau lên. Nhớ xong cho nó ít trầm. Có luyện dương khí thì kéo rèm che cái bàn thanh lại. Ổng mà thấy ồn ổng về ổng quở đó. Mấy lần tao nàng nỉ mệt lắm. Sáng hôm sau, hai thằng lập tức khăn gối đến nhà bà Thu. Lúc này bà con đi đám thưa thớt, chắc là đợi đến tối tụ tập rồi đi chung. Mua sẵn khối nhang, lấy tâm thế là bạn hàng đến giếng chủ dựa. Hai thằng mau chóng tiếp cận cái bàn thờ. Thằng Cát đốt nhang cho tôi trước, rồi giả vờ như cái hộp quẹt bị hư. Nhân lúc người đáp lễ lây quay đổi bật lửa, không để ý, tôi mau chóng rút mấy chân nhang và vội vã đẩy lá bùa xuống dưới bát hương. Khẽ thúc tay thằng Cát ra hiệu đã thành công. Hai thằng cúi lại rồi lẻn ra như không có chuyện gì. Vừa bước ra ngoài cổng thì tự dưng bắt gặp một ánh mắt đang nhìn chăm chăm. Hai thằng có chút chột dạ, khẽ gật đầu chào lấy lệ rồi nhanh chóng lảng đi. Ê, hình như bị phát hiện rồi hay sao mày? Ông ta nhìn thấy ghê quá. Không đâu, chắc thấy tụi mình lạ cho nên dòm thử thôi. Ê, nép sát vô nhìn kìa.
Cái người vừa nhìn bọn tôi chăm chăm, đang đứng ngó nghiêng chỗ cái bát nhang. Ông ta rút xuống mấy chân nhang rồi bấm quẹ cái gì đó, nhưng hành động cử chỉ rất dứt khoát, chứng tỏ là người biết ít nhiều về tướng số phong thủy. Nghĩ ngợi một lúc, ông ta quay lại chỗ ngồi, gương mặt đã đăm đăm lại. Cái thuật coi quẻ lạ quá ha, tao chưa từng thấy luôn á. Có thể là thầy Đồng, vì do bà Thu chết vợ xấu á, cho nên gia đình mời đến thôi. Vậy hỏi sư phụ là biết rõ thôi. Một cái đám ma không hề có không khí tang thương. Nhà bà Thu có ba anh em, nhưng một người anh thứ hai đã mất. Bà không chồng không con, ở chung với ông anh đầu, có vợ và hai đứa con gái. Anh em xây nhà trên đất của cha mẹ để lại, sạp gạo và căn nhà nối liền phía trước mặt mặt tiền chính là thuộc sở hữu của bà Thu. Những thông tin này là do mấy lần trước lân la hỏi chuyện cho nên bà kể. Còn dây mơ rễ má trong gia đình như thế nào thì tôi không rõ. Chỉ thấy bề ngoài hai anh em có vẻ rất hòa thuận với nhau. Hai đứa con của ông anh đầu cũng rất hay phụ giúp cô mình buôn bán. Tướng mạo người đó như thế nào? Có phải là thân hình hộ pháp, râu dài, dáng đứng khom lưng đúng không? Sư phụ biết ông ta sao? Không, ta đoán mò vậy thôi. Mấy ông thầy cúng thì tướng thường phốt phát lắm, tao nghĩ vậy. Còn cách luận quẻ đó thì chưa từng thấy qua, kẹp mấy cây nhang bấm đốt tài. Lạ thật. Vậy bây giờ phải làm sao đây sư phụ? Họ không phạm gì tới mình thì đừng quan tâm. Tối nay đến nghĩa trang dẫn hồn bà Thu vậy. Thằng Cát sẽ hộ tống âm binh và dẫn dụ con quỷ nhi ra. Hôm qua bọn chúng đã thấy mặt rồi, cho nên hôm nay rất dễ dẫn dụ. Có điều không được chống trả, chỉ hướng ra bên ngoài thôi. Ta với con sẽ đang chỉ âm lộ, trấn áp con quỷ nhi, đồng thời đốt nhang đưa dòng hồn bà Thu về. Không có phương án đề phòng bất trắc xảy ra hả sư phụ? Cái này gia đình người ta không có nhờ, tự mình phát tâm ra rồi làm thôi. Quá sức thì chạy, đảm bảo cái mạng mình trước đã. Sư phụ cao tay quá ha, tao đẻ được tụi bay mà. Nói xong thì ổng cũng lại đi qua nhà cô Mai. Hai thằng tôi lại phải giặt giũ, cơm lên mâm, cá lên bát cho ổng về hưởng thụ. Nói thì nói vui vậy thôi, chứ ơn nghĩa tựa Thái Sơn, hai thằng tôi có trả cả đời cũng không hết. Từ lâu, bọn tôi đã coi ông như một người cha ruột của mình mất rồi. Thân xác mồ côi một cút, nếu không có tấm lòng bao dung năm xưa, có lẽ giờ đây cả hai cũng đã trở thành vong linh dất dưỡng, đang trú ngụ ở một cái nghĩa trang âm u, lạnh lẽo nào đó rồi. Nè, thằng Cát thu hai âm binh vô trong bùa đi con. Chút nữa vào trong, cứ ở phía sau hỗ trợ, tránh được thì tránh, hạn chế tổn hại đến dòng nhi. Ta còn phải tra khảo ngọn ngành, bây giờ không thể đổ tội lên đầu bọn chúng được đâu. Vậy còn con quỷ nhi thì sao sư phụ? Cứ dụ nó ra ngoài, tuyệt đối không được quá kiếp, dùng kim gỗ, nhưng mà không được kẹp bùa vô, tị quy thôi. Dạ con hiểu rồi. Sau khi sư phụ dặn dò kỹ lưỡng, thằng Cát và hai âm binh bắt đầu di chuyển vào bên trong. Hôm nay nghĩa trang vắng vẻ vô cùng, không hề thấy có sự hiện diện của dông nhi nào hết. Cảm giác âm khí tỏa ra cũng có chút bất thường, nhưng thấy sư phụ không lên tiếng, cho nên tôi cũng chẳng thắc mắc nữa. Từ gốc cây đa cổ thụ nhìn vô trong, thằng Cát vẫn đang mon men theo cái lối mòn, tiến sâu vào dãy mộ dày đặc. Hai con âm binh được thả ra dò xét xung quanh. Những âm thanh sao động bắt đầu vang lên. Tôi cảm nhận rõ mồn một từng luồng âm khí đang đan xen ồ ạt vút qua. Từ sâu trong rừng cây rậm rạp, những cái bóng trắng bắt đầu hiện diện. Thằng Cát lúc này đứng yên thủ thế, hai con âm binh chia ra làm hai hướng, lầm lè thành đào trên tay. Sư phụ không thấy con quỷ nhi đâu hết. Lỡ mà nó không có mặt ở đây mà dẫn hồn bà Thu về thì sao sư phụ? Ta biết. Vậy nãy sao ông tạt qua kiểm tra đã chứ? Ở đây chơi đã. Sáng nay hai thằng mày đã bỏ bùa với bác Hương rồi. Có 10 con quỷ nhi đó cũng không có xâm nhập vô nhà được đâu. Bắt buộc nó phải dẫn bà Thu về lại đây thôi. Cho dù có bắt gặp nó ở đó, làm sao mà hành xử được? Biết bao nhiêu người lên đồn như chơi đó. Con nể sư phụ thiệt chứ.
tao để ở trước mà. Ở bên trong, những con dông nhi bắt đầu hiện rõ nguyên hình ra, bao vây lấy Thằng Cát và hai con âm binh, tạo thành một cái vòng tròn khép kín. Tuy nhiên, trong âm khí của tất cả vô cùng yếu ớt, nhận thấy hai cây đao của âm binh quá sắc bén, có lẽ đã chột dạ cho nên chưa dám xông vô. Tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu vang lên, trầm ràng cả một góc. Sư phụ à, không có con quỷ nhi. Thế thì tập luyện với dông nhi đi, cất bùa vô, dùng kiếm gỗ không yểm bùa, đánh chúng bỏ chạy thôi. Hai âm binh thu đao đi. Thằng Cát nói vọng ra, ngay lập tức bị sư phụ kiềm hãm. Biết là nó đang nung nấu ý định diệt đi tất cả, nhưng suy cho cùng, nguồn gốc nguyên do chưa rõ ràng, hành động ẩu tả dễ gây hậu hoạn về sau. Đột nhiên keng lên một tiếng. Cẩn thận. Một vệt sáng cắt ngang qua vị trí của tôi và sư phụ đang ngồi. Trong tích tắc đã áp sát đến chỗ Thằng Cát đang đứng. Nghe tiếng cảnh báo, nó xoay người né tránh, nhưng vì quá bất ngờ, quá nhanh, cho nên một bên tay áo đã bị cắt phăng. Đám dông linh lập tức tản ra. Tôi tính xong lên hỗ trợ, nhưng sư phụ ra dấu cản lại. Nè, cứ để yên đi, coi nó tập luyện đến đâu rồi. Âm khí không mạnh đâu, một nhát kiếm là có thể kết liễu thôi. Lỡ mà nó kết liễu luôn rồi sao sư phụ? Đừng lo cho nó, lo cho ta với con nè. Cú đầu xuống. Một luồng sáng bất thình lình lao đến, xuyên qua trên đầu và thẳng vào trong gốc cây đa cổ thụ. Tôi cảm nhận rõ ràng sự dao động trên từng lọn tóc. Sư phụ giống như có mắt sau lưng hay sao vậy? Đừng hèn hạ mà đánh lén người khác. Quỷ đầu đàn đâu? Ta đây. Nè, đang chỉ âm lộ, mau lên. Hai thầy trò mỗi người một sợi đang chéo vào nhau, rồi mau chóng kéo lên thành hình chữ X, lập tức áp sát lấy con quỷ nhi đang đứng ở chỗ gốc đa. Nó mau chóng bỏ chạy, nhưng không ngờ rằng ở đằng sau, hai con âm binh của thầy đã trấn đường. Phía bên kia, Thằng Cát vừa dùng kiếm gỗ đánh tới tấp vào cái dông nhi, vừa khiến cho nó xích phải gãy tay. Chạy đi đâu chứ? Xin ông tha mạng, xin ông tha mạng. Trong ánh mắt không hề có sự sợ sệt, nó chỉ đang nhún mình để xin đường sống mà thôi. Sư phụ có lẽ là người hiểu rõ nhất, nhưng ông không hề đã động đến. Ta không đến đây để giết chóc. Quỷ nhi kia, hà cớ gì bắt dông linh người khác vậy? Quả nhiên, đúng như sư phụ dự tính, nó đã dẫn dông hồn bà Thu về trước nghĩa trang. Hiện tại đang được hộ tống bởi 5 cái dông nhi khác. Tôi không bắt bà ta, bà ta tự đi theo đó. Ôi lão, âm khí đang mờ tỏ thất thường, ngươi đang cố dụng nó để lấp liếm sự thật. Các sinh tử qua trấn áp thấp chân nhang, dẫn hồn bà Thu về nhà, ở đây để cho ta lo. Thằng Cát nghe lệnh lập tức chạy qua. Hai âm binh một sinh một tử cũng theo sau hộ tống. Những dông nhi còn lại sợ hãi đứng tách ra làm hai hàng. Ở phía đằng sau, 5 cái dông hộ tống đang sẵn sàng sống chết. Sư phụ gật đầu ra hiệu áp sát, dùng pháp thuật của chỉ âm lộ hút con quỷ nhi vào bên trong như một con cá mắc lưới. Nó ra sức dễ dùng nhưng không tài nào thoát ra được. Ngay lập tức, sư phụ dùng bùa thu nó vào trong. Sư phụ à, bà Thu á, bà không biết gì hết á. Bà chưa nhận thức được cái gì đâu, một cái hồn vô định thôi. Lập tức dẫn về nhà đi, lén vào trong, dùng những chân nhang còn lại trải ở dưới chân hòm, sẽ vô hiệu hóa được lá bùa dưới bát hương đó. Dạ. Sinh tử theo hộ tống đi, nhớ đến nơi không được vào trong. Nghe tiếng tụng kinh gõ mõ thì lập tức lán ra xa, không thì hồn siêu phách tán đó. Xong việc thì quay trở lại đây. Những dông linh khác thấy con đầu lĩnh bị thu phục thì liền mau chóng biến mất đi. Sư phụ lúc này có vẻ rất đắc ý, dù cho ông chưa tra khảo hay điều tra được thông tin gì. Chưa lần nào đi bắt ma mà lại dễ và đơn giản đến như vậy. Tự nhiên tôi không thấy mừng mà lại thấy lo lo. Ủa sư phụ, sao thầy không đến đó mà lại sai Thằng Cát đi vậy? Trước sau gì cũng có người quay lại đây tìm ta thôi. Ý thầy là cái người đó hiện giờ đang ở đám tang sao? Đúng vậy. Có thể là kẻ đã dùng thuật coi quẻ kỳ lạ đó. Ý thầy là Nhất Tiện Hạ Song Điêu?
Không chắc. Nhưng mà trúng một con nhạn thôi là đã tốt lắm rồi. Qua gốc cây đa ngồi hóng mát đi. Sư phụ đưa cho tôi lá bùa có chứa con dông nhi. Lần này ông có vẻ đang suy tính điều gì đó. Chốc chốc lại lăm le cây kiếm gỗ, áp lá bùa vào trong rồi lấy ra. Nhưng hành động không hề có chủ đích. Hôm nay trăng đã tròn hơn một chút, ánh sáng len lỏi qua từng tán cây, rồi xuống nơi mái đầu đã lấm tấm vài sợi bạc. Nhìn từ xa, trông sư phụ như chú cụi vừa mới nhuộm tóc vậy. Sư phụ à, con không có hiểu lắm. Sao thầy bắt con quỷ nhi vào lá bùa mà không hỏi nó cái gì hết vậy? Nó không đủ năng lực để một mình làm ra cái chuyện này đâu. Có kẻ đã bắt trong hồn của bà Thu đi, rồi giao cho con quỷ nhi nắm giữ. Lúc nãy dùng chỉ âm lộ, ta chỉ sử dụng có hai phần chương khí. Tuy nhiên nó đã bị mau chóng hút vào rồi. Thân thể ngạ đó là do tâm địa xấu, chứ không phải là âm khí mạnh. Nếu mà như vậy á, thầy sai thằng Cát dẫn dông bả về. Lỡ đâu mà kẻ đó cũng có mặt và phát hiện ra thì sao? Đó chính là dụng ý của ta. Ở giữa đám đông á, hắn sẽ không dám manh động. Chắc chắn bà Thu sẽ vô được trong nhà. Việc còn lại thì tùy thuộc vào tài trí và năng lực của thằng Cát. Hai con âm binh không thể áp sát vào nơi đang có bàn thờ thánh và kinh cầu đâu. Chỉ là ta vẫn không hiểu mục đích cuối cùng của việc bắt đi vong hồn bà Thu là để làm cái gì. Sư phụ à, thằng Cát bị người ta giữ lại rồi. Ai giữ? Gia quyến bà Thu. Hai thầy trò đang ngồi đàm đạo thì tự dưng âm binh sinh quay về thông báo một tin sét đánh. Không xong rồi, chuyện này mà lan đến tai chính quyền thì sẽ mệt mỏi lắm đây. Một sự cố nằm ngoài dự kiến đã đẩy sự việc vào một tình thế oái âm. Hai thầy trò cùng với âm binh lập tức quay trở lại nhà bà Thu. Lúc này ở bên trong đã ồn ào hỗn tạp, người dân dây kín cả một khoảng sân. Bên kia đường, âm binh tử vẫn nép sát vào thân cây bàn. Thấy sư phụ xuất hiện, liền ra mặt diện kiến. Thấy sự chẳng lành, tôi mau chóng lẻn vào trong thăm dò. Quả đúng như lời âm binh nói, thằng Cát đang bị trói tay, ngồi bệt dưới đất. Cái người nhìn chăm chăm vào bọn tôi lúc sáng cũng đã có mặt, đứng ở bên cạnh, nắm chặt cổ áo của nó. Nè, mày nói đi, vào đây có ý đồ gì? Mấy cái thứ này là gì? Sao lại rải xuống dưới hòm của bà? Mau lên, không tôi đưa lên đồn đó. Một người mặc đồ tang lên tiếng, chính là người anh đầu của bà Thu. Ổng đang rất tức giận. Đám người xung quanh bắt đầu hùa vô với những lời sỉ vả. Thằng Cát vẫn giữ nét mặt lạnh tanh, cúi gầm xuống, mặc kệ những cái dúi đầu từ kẻ đứng bên cạnh. Nè, đây là chân nhang, lại được rải xuống dưới chân hòm, chứng tỏ là thầy pháp, kẻ biết pháp thuật để khống chế, thu phục ma quỷ. Chính ta đã bắt quả tang người này đang có hành tung mờ ám. Đây là thuật yểm vong hồn người chết, biến họ thành quỷ để mà quay về hại gia quyến đó. Trời đất ơi, gì ghê vậy thầy? Có chuyện này nữa sao? Cả đám đông bắt đầu xôn xao lên khi nghe ông ta nói ra những lời vô căn cứ. Kẻ nghiến răng, nắm chặt tay, cố kiềm nén cơn giận xuống. Hiện giờ thằng Cát đang ở thế yếu, nếu không may hành động bồng bột sẽ liên lụy đến cả sư phụ. Tôi liếc mắt vào bên trong, thấy vong hồn của bà Thu đang ngồi trên nắp hòm, hai mắt vô hồn nhìn ra ngõ. Bất thình lình, một cái bóng đỏ lướt nhanh vào bên trong, thoáng cái đã áp sát đến chỗ bà Thu. Là con quỷ nhi, sao nó lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải... Sư phụ, nhìn coi. Con quỷ nhi sau khi được thả ra, bay vọng đến chỗ bà Thu, rồi lập tức tiến lại chỗ người đàn ông đó. Nó ghé sát tai thì thầm, hướng ánh mắt qua chỗ tôi và sư phụ đang đứng. Rất nhanh chóng, ánh mắt sắc lẹm của ông ta vừa liếc lên, rồi lập tức nhìn xuống thằng Cát. Nè, ông có cái gì chứng minh thằng nhóc này là thầy pháp vậy? Muốn trấn yểm vong hồn người vừa mất hay không? Nè, ông lại, không phải là chuyện của ông. Rõ ràng là thầy này đã nhìn thấy mà. Thầy?
xin lỗi đã làm phiền gia quyến lúc tan gia. Tôi chỉ là kẻ qua đường, thấy bất bình cho nên vào giải dây thôi. Rõ ràng cậu thanh niên này là tuổi giáp tuất, mạng quả. Người đã khuất thì có mệnh thủy, thủy khắc quả, lại tuổi dần lớn, không thể có chuyện muốn yểm là yểm đâu. Nè, cậu có đúng là tuổi giáp tuất hay không? Thằng Cát sau một lúc lưỡng lự, hoang mang đã ngay lập tức nhận ra sự việc, liền hòa mình vào trong vai diễn hỗ trợ cho sư phụ. Dạ đúng, tôi tuổi giáp tuất. Đó, mọi người đã thấy chưa? Cả đám đông ồ lên trầm trồ, xen lẫn hoang mang. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía sư phụ. Anh đầu của bà Thu hất hàm dặn dẹo. Nè, làm sao tôi tin lời ông nói chứ? Chính thầy đây đã phát hiện ra mà. Vậy sao anh lại tin lời của thầy đây? Cũng đều là những lời nói sao rộng mà. Nhưng mà còn những cái chân nhang thì sao? Trên mắt anh có nhìn thấy cậu thanh niên này bỏ xuống hay không? Tôi... Nếu vậy thì cũng có thể là do ông thầy này gài bẫy mà hại người. Tốt hơn hết, nếu mà không bắt được quả tang thì đừng đổ tội lên đầu người khác. Có ai trong số đây chính mắt chứng kiến cậu thanh niên này hành động mờ ám hay không? Nếu không thì những kẻ xưng danh là thầy mới là người hiểu rõ ràng nhất. Ông ta không làm thì ai làm đây? Công nhận đầu óc của sư phụ thật là sắc bén, nói một câu đẩy ngã cả mấy dạng đao kiếm miệng lưỡi. Gã thầy kia tức tối ra mặt, nhưng nếu phản bác thì sẽ đẩy bất lợi về phía mình. Sau một lúc đắn đo, liền thả lỏng tay ra, đằng hắn giọng giả lả. Chắc là tôi nhìn lầm rồi. Ông nói cũng có lý, thôi thì thả cậu ta đi đi. Nhưng mà lúc nãy thầy nói là nó hại em tôi mà. Không không, việc này tôi sẽ giải thích sau. Được rồi, cậu có thể đi. Thằng Cát vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, đứng phắt dậy, chỉ tay về phía ông thầy và người anh của bà Thu. Nè, lần sau đúng người đúng tội. Tôi chỉ là người mua gạo tới giếng bà thôi. Nói điên nói khùng á, có ngại tôi kiện ngược lại đó. Được rồi, tôi xin lỗi. Dạ, con cảm ơn ông đã giúp đỡ. Không sao, đi đi. Thoáng nhìn thấy một ánh mắt nham hiểm từ ông thầy kia, có lẽ việc thả con quỷ nhi ra đã nằm trong tính toán của sư phụ. Hình như nó đã thông báo toàn bộ hành tung của ba thầy trò, và vô tình đánh vô tâm lý cực mạnh đến ông thầy đó, buộc ông ta không bại mà cũng phải thả người ra. Một nước đi thật sự rất sắc bén. Thằng Cát sau khi cúi đầu tạ ơn cho tròn vai diễn thì liền lập tức ra bên ngoài, dẫn theo hai âm binh ra về. Mọi người vẫn không ngừng bàn tán xôn xao. Tôi là khách quen của chị Thu đây, muốn dạo thắp cho chị một cây nhang để tưởng nhớ. Được. Ông anh đầu của bà Thu bây giờ không dám mở lời đanh thép nữa, liền nói mọi người tản ra để sư phụ đi vào trong. Tiếng trống chiên lại vang lên. Phía bên trong, trong hồn của bà Thu vẫn ngồi ở đó. Sư phụ dừng chân trước cái quan tài rất lâu, dường như là đang dặn dò bà ấy cái gì đó. Vì ở ngoài sân cho nên tôi không rõ sự tình. Vậy thôi. Khoan đã, chúng ta sẽ còn gặp lại đó. Gã thầy lập tức theo sau và vẫn kịp gửi lại một câu nói mang đầy hàm ý thách thức. Thoáng thấy trong ánh mắt của sư phụ có cái gì đó rất đăm chiêu, không như mọi lần. Nếu nhận ra là kẻ dưới cơ, ông sẽ luôn thể hiện rõ sự đắc ý. Xem ra cái lời nói đó phải gói ghém trong túi và đề phòng cho cẩn thận mới được. Nè, lúc nãy con hành động sao sơ hở vậy? Mai mà âm binh lành trí đó, không ta không biết ứng biến được nào. Dạ, nếu mà là do con sơ hở thì con sẽ chịu tội. Đằng này chính lão ta sắp xếp trước. Cái lúc mà con dẫn nhung hồn bà Thu vô nhà thì đã chạm phải cái ánh mắt dò xét đó rồi. Sau khi mà tiến vô thắp nhang, con tính đi một vòng quanh cái hòm để mà giả vờ tiếc nhớ, rồi thả mấy cái chân nhang xuống. Nhưng mà chưa kịp thả thì ông ta đã thả trước rồi, và lập tức bắt con lại. Nè sư phụ nhìn đây. Thằng Cát lấy trong túi ra hai cái chân nhang, khiến cho sư phụ có phần chột dạ. Chẳng lẽ nào những cách thức này lão thầy kia cũng đã thông thấu hết rồi hay sao? Vậy lúc nãy lão dễ dàng bỏ qua là có ý gì đây?
Sư phụ à, chuyện này là như thế nào đây? Ta tính sai một bước rồi. Chính hắn ta đã làm ra cái bẫy này là để muốn tìm ra danh tính và diện mạo của ta. Còn nhớ lúc sáng, có phải chính hắn đã theo dõi hai đứa hay không? Dạ đúng rồi, con cứ sợ hành động mờ ám đó bị phát hiện không à? Chắc chắn đã phát hiện, và bản thân đã thông thấu cách này, cho nên mới chuẩn bị chân nhan sẵn và đưa thằng Cát vào bẫy đó. Hắn biết chắc rằng những âm binh sẽ về báo lại cho sư phụ. Giữ hay không giữ thằng Cát sau này cũng không quan trọng nữa. Lời giao hẹn lúc nãy cũng đã nằm sẵn trong dự tính của hắn rồi. Hắn muốn gì ở sư phụ chứ? Cái điểm giao đó chắc chắn là vì vong hồn bà Thu. Nhưng mà xem ra ta lại thấy lấn cấn ở cái chỗ, nếu đã là người quen của gia quyến mà có ý đồ xấu, việc tiếp cận rất dễ dàng. Tại sao hắn lại cất công sai con quỷ nhi làm cho dẫn dụ vong hồn đang rất yếu lãng vãng ở ngoài đường như vậy chứ? Nếu mà muốn vong hồn của bà Thu trở thành quỷ, cho biến thành công cụ hại người, hắn phải nâng niu rất kỹ lưỡng là đằng khác. Lúc nãy ta có đến và ngủ ý muốn thăm dò vong hồn của bà, nhưng mà nhất thời bây giờ vẫn đang bị cấm khẩu đó. Vậy lỡ ông hại thêm bà một lần nữa thì sao sư phụ? Ta sẽ không nhúng tay vào nữa đâu. Bây giờ hắn đã ở trong nhà, việc muốn bắt hay thả bà Thu là điều rất dễ. Thầy trò mình có can thiệp chỉ rước bất lợi vào người thôi. Là do ta quá chủ quan, nghĩ ra là hành động bộc phát của con quỷ nhi. Ai dè khi giáp mặt rồi mới biết là có kẻ đứng sau. Được rồi, hai đứa vô nghỉ ngơi đi. Nhưng mà Cát, con không nghe lời sư phụ sao? Hai đứa đi nghỉ đi, ta muốn hồi dương khí một chút. Dạ. Thằng Cát vụng vặn đi vào bên trong, suýt chút nữa đã đá bay cái hũ sành chứa âm binh rồi. Sư phụ thì đã lên gác, ngồi thiền ở trước cái bàn thờ thánh. Theo thói quen mỗi lần ông làm vậy, tức là muốn tâm trí được đã thông những điều khúc mắc. Tôi cũng lẳng lặng vào trong. Thằng Cát cứ đứng ở chỗ cửa sổ, nắm chặt nắm đấm, đầy vẻ suy tư pha lẫn bực tức. Bình sinh hiểu được cái tính của nó nặng lòng nặng nghĩa. Việc trước mắt tuy không phải là người ta nhờ giả, nhưng nếu đã nhúng tay vào, nó muốn phải trọn vẹn thì mới yên lòng. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Động Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Giờ tí đang say giấc nồng thì tự dưng nghe ngoài sân có tiếng lục đục vang lên liên hồi. Hai thằng giật mình dòm qua ô cửa sổ, không có gì bất thường hết. Được một lúc thì những làn khói mỏng bắt đầu tỏa ra nghi ngút, cảm giác lạnh toát bao trùm lên xung quanh. Đích thị là âm khí rồi, chẳng lẽ có khách không mời mà đến sao? Nè sinh tử, ra ngoài xem sao đi. Nếu mà con gặp cô nhân không được đánh, phải vào báo cho sư phụ ngay. Hai âm binh lập tức biến đi mất khúc, chẳng mấy chốc đã nổi bật giữa không gian đen mịt ở ngoài sân. Những cây hoa mộc lan bắt đầu xao động, tán lá va chạm vào nhau xào xạc. Gần 15 phút trôi qua vẫn chưa thấy cả hai quay lại. Ôi nè, con đã cắt, không có thấy bóng hình, nhưng mà có tiếng động, tức là đang có bẫy đó. Cứ để hai bên quay lại đã. Nhưng mà tao sốt ruột quá. Nè, tại sao mày sốt ruột? Đã có thứ gì làm hại đến mình đâu? Khách không mời nhưng mà đã đến nhà thì cứ để cho họ tham quan trước đã. Mình sai người tiếp đón đàng hoàng mà, còn có thiện chí hay không thì cứ để họ tự quyết định đi. Hai âm binh cuối cùng cũng quay lại, điều bộ hết sức bình thản. Nè sao rồi, có phát hiện ra cái gì hay không? Sư phụ đang luyện kiếm. Hả, giờ này sao? Đúng vậy, hai bọn tôi ra thấy thầy ở trước cổng, cho nên đứng đàm đạo một lúc mới vô. Ngao ngán nhìn nhau thở dài, đã quá nửa đêm rồi, sư phụ còn làm như vậy sao?
nhưng âm khí lúc nãy là tỏa ra từ đâu. Những âm thanh chát chúa vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Hai thằng tôi hốt hoảng cầm bùa chạy ra. Vừa đến trước cửa thì thấy sư phụ đang cầm cây kiếm gỗ đập liên hồi lên cái cổng sắt, phát ra những âm thanh len keng như lúc vừa rồi. Hai thằng đứng như trời trồng. Sư phụ làm gì vậy? Đêm hôm rồi còn chọc người ta chửi nữa. Tao bực quá. Trước giờ hành đạo chưa khi nào bị bắt tớp một cách xấu hổ đến như vậy. Nhưng mà sư phụ nói là không liên quan đến nữa mà. Tao nói cho đỡ tức thôi. Nhưng mà bây giờ cũng không còn liên can nữa. Nhưng mà lúc nãy con thấy có âm khí xuất hiện xung quanh, hình như là có vong hồn theo về đến đây thì phải. Là âm khí còn sót lại lúc mà ta thả con quỷ nhi ra. Ta vừa đốt lá bùa đi coi như cũng không muốn gây khó dễ cho nó. Tuy nhiên, nếu mà lần sau sư phụ của nó vẫn rắp tâm muốn tái ngộ, nếu mà có đụng độ, ta cho phép các con diệt tận gốc. Tâm địa đã nhuốm màu hắc ám, đến cả ánh mặt trời cũng không thiêu rụi được đâu. Tay trời hành đạo thôi. Dạ, con á vẫn không thể chấp nhận được cái việc ông ta muốn hại trong hồn bà Thu được. Các ạ, nghe ta nói, hại hay là không hại chưa có xác minh rạch ròi được. Tuy nhiên bà Thu đã về nhà rồi, đứng ở bên cạnh thân xác. Bên trên á là cái bàn thờ thánh, không có thầy pháp nào đủ năng lực để dẫn vong đi được đâu. Tuy nhiên không dẫn đi được, nên nếu muốn can thiệp thì phải trực tiếp xâm nhập vô trong nhà. Như vậy thì quá là nguy hiểm. Khi hôm nay chân tướng của chúng ta đã bị phát hiện ra rồi, cho nên tạm thời ta sẽ để âm binh mỗi đêm đến đó để theo dõi cho đến khi động quan. Vậy sau đó thì sao sư phụ? Tùy thuộc vào tâm địa của ông thầy kia thôi. Năng lực ta vẫn chưa kiểm chứng, mục đích vẫn còn chưa tường tận. Thôi hai đứa vô ngủ đi, ta cũng ngủ đây. Phần việc còn lại cứ để cho hai âm binh làm. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy đã không thấy thằng Cát đâu. Sư phụ cũng không biết nó đi từ hồi nào. Hỏi hai âm binh cũng lắc đầu ngơ ngác. Mới có hơn 6 giờ sáng thôi, gà còn chưa kịp gáy nữa. Với cái bản tính của mình, giờ này chắc nó đã ở nhà bà Thu rồi. Tôi mau chóng chạy đến đó thì quả nhiên thấy nó lấp ló ở bên đường. Ở trong nhà vẫn có tiếng máy tụng kinh vang lên đều đặn. Chỉ có mỗi hai người trực hương khối là dậy sớm nhất thôi, và không thấy ông thầy kia ở đâu. Nè, mày đi đâu mà sớm vậy? Tao đi thăm dò coi xem ổng có ở đây hay không á. Để làm cái gì? Tao muốn bắt chước sư phụ chơi đoạn tâm lý chiến á. Ý là liên tục xuất hiện để cho ông thầy đó hoang mang đề phòng. Mà càng đề phòng càng dễ lộ sơ hở, đúng không? Đúng rồi. Cái thằng khờ. Nhưng mà người cần cứu á là vong hồn của bà Thu, và từ đây cho đến ngày động quan không ai có thể dẫn bà ra khỏi nhà được. Nếu mà mày muốn giáp mặt thì đợi tới khi ra nghĩa trang chôn cất đi rồi hả Tinh? Nghe tôi nói, nó có vẻ bị thuyết phục. Tính tình nóng nảy thường dẫn đến những hành động bồng bột. Khoan đã, hai thanh niên trẻ tuổi. Vừa quay lưng tính đi về thì một giọng nói ồm ồm gọi giật ngược trở lại. Thì ra là lão thầy tối hôm qua đây mà. Hôm nay đã có một cái diện mạo mới, khoác lên mình một bộ áo lam rất đạo mạo, cảm giác rất giống với một người tu tại gia, chứ không phải là một thầy pháp hay là hầu đồng. Xin lỗi, bọn tôi đang dội. Dội cũng nghe cho xong đã. Sáng ngày mai sẽ là ngày di quan của bà Thu. Ta hy vọng cả hai cậu lẫn sư phụ của cậu sẽ xuất hiện ở đó. Ta muốn nhờ mọi người một tay, sức ta không thể kham nổi rồi. Ông đang nói cái gì vậy? Bọn tôi không hiểu gì hết. Sư phụ nào? Quỷ nhi của ta đã thuật lại hết mọi việc rồi. Đêm qua chỉ là cái cớ để ta muốn xem chân tướng của vị sư phụ cao tay ấn đó thôi. Việc này dài lắm. Nè, có thể đưa ta đến gặp sư phụ của các cậu hay không? Yên tâm đừng dội nghi ngờ. Một mình ta chẳng thể hại được cả ba người đâu. Nhưng mà sau khi gặp lại, không chắc ông sẽ dở trò gì tiếp theo đâu. Quá là lém lĩnh. Nè, nếu mà muốn dở trò đó thì đêm qua ta không dễ dàng thả cậu đi như vậy đâu. Chỉ cần hy sinh tánh mạng của quỷ nhi, ta có thể sai nó liều mình lật tung tất cả lên, rồi quy hết trách nhiệm lên đầu cậu. Sẵn cớ có mấy chân nhang ở trong túi của cậu,
bằng chứng rõ ràng. Xem coi cậu chối cãi đằng nào chứ. Hả? Được rồi, đi theo bọn tôi. Quả nhiên sư phụ đã đoán đúng. Hắn ta biết hết toàn bộ sự việc, kể cả mấy cái chân nhang còn sót chưa kịp bỏ xuống chân hòm, đang nằm ở trong túi của thằng Cát đêm hôm qua. Cuối cùng thì hắn ta muốn làm cái gì đây? Nếu khước từ, coi như đã từ chối một cơ hội tốt để thăm dò đối phương. Thôi thì tập làm quen với nguy hiểm cận kề vậy. Dù gì lâu nay nhà cũng không có khách ghé thăm. Về đến nhà, thấy sư phụ đang dọn bàn cờ tướng ra, châm nước nóng và ấm trà. Ở bên cạnh còn có một dĩa bánh đậu xanh đã bóc vỏ sẵn. Hình như ông chuẩn bị đi đón tiếp ai thì phải. Khoan đã, hôm nay sư phụ mặc bộ đồ tàu màu đen, chỉ có những lúc hành sự hay lập đàn tra lễ thì ông mới đụng đến nó thôi. Kỳ lạ thật. Sư phụ, mời ông ấy vô đi. Hai thằng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ biết đẩy cổng ra cho lão thầy đó khoan thai bước vô trong. Trên môi đã nở một nụ cười mỉm đầy bí ẩn. Sư phụ chỉ tay qua ghế đối diện, sẵn tiện lấy pháo đầu ăn chốt của đối phương. Ông đã đi thêm một nước, nhưng là do tối hôm qua tôi cố tình lãng đi, hôm nay tôi phải đi cái nước còn thiếu của mình đó. Lão thầy kia lập tức lên mã, rồi ngay sau đó ăn luôn con pháo đầu của sư phụ. Đó chẳng phải là hàm ý tối hôm qua kẻ bị bắt thớp không phải là hắn ta. Hai con ngựa với hai bộ não sắc bén vô cùng, hai thằng đứng bên ngoài quan sát từ đầu đến cuối, chỉ biết gật gù khâm phục. Hòa pháo. Lúc này sư phụ kéo con pháo còn lại qua trấn mã không cho chạy. Ở tình thế như thế này, người ta thường kéo con mã còn lại lên thành thế mã kiện. Tuy nhiên thật bất ngờ ông ta lại lên tượng. Nè, ông làm vậy á sẽ bị mất mã. Còn phải xem sư phụ của các cậu là người như thế nào. Mời ngồi. Cảm ơn đã tha chết cho con quỷ nhi của tôi nghe. Thì ra con mã đó chính là tượng trưng cho con quỷ nhi, chứng tỏ lão thầy đã thừa nhận sai lầm của mình ở trước đó, là giao vong hồn bà Thu cho nó nắm giữ. Tuy nhiên đối phương lại là sư phụ, và nó may mắn thoát chết. Ông muốn tôi hợp sức bảo vệ vong hồn bà Thu thoát khỏi kiếp nạn. Đúng vậy, tôi muốn nhờ thầy đây giúp cho một tay. Chuyện là như vậy. Thế là ba thầy trò đón nhận câu chuyện một cách bình thản nhất có thể, mặc cho sự nhấn nhá không ngừng từ phía lão thầy kia. Thật hư chưa rõ, cứ theo trình tự hỷ nộ ái ố là được thôi. Vậy bánh đậu xanh này tôi sẽ để dành cho lần tới. Được. Bây giờ tôi phải qua lại cái đám tang, rất có thể hôm nay nó sẽ xuất hiện đó. Tiễn ông ta ra cổng, hai thằng lập tức quay lại ngồi xuống, nhìn sư phụ chăm chăm. Lạ thật, thái độ quan mang này là như thế nào? Sư phụ, sư phụ biết trước là ông tới tìm luôn hả? Đâu có, làm như tao thần thánh vậy. Ủa, mà cớ gì ông lại xuất hiện ở đây chứ? Chưa có chuẩn bị gì hết, làm tao hết hồn à. Ủa, chứ sư phụ soạn trà bánh rồi bàn cờ tướng nữa, những cái nước đi lúc nãy không phải là hàm ý chặn mặt lẫn nhau hay sao? Trời ơi, có đâu. Tao đang đánh cờ với ông Bốn á, thì vợ ông gọi về chở ra chợ, đang tính tráo cờ cho có chút lợi thế, thì lão ta xuất hiện ra, tao nhập vai luôn đó. Trời, sư phụ ơi, ngồi ngay ngắn. Đúng rồi, nè, chỉnh cái giặt áo lại. Nè, cắt lại mày, một cái thôi, ba cái là lại người chết đó. Nè nè, tao đập hai thằng bay bây giờ đó. Mà gặp ông ở đâu, sao lại đưa về đây vậy? Thằng Cát thuật lại toàn bộ sự việc. Nghe xong, sư phụ tính cầm bàn cờ lên, nhưng tôi mau chóng cản lại. Hai cái thằng này, dặn bao nhiêu lần rồi, tuyệt đối không được đưa kẻ la mặt về nhà. Những kẻ có pháp thuật thì lại càng tuyệt đối không. Chỉ cần mà nắm thóp được, lần sau giáp mặt không có chống trả được đâu. Nhưng mà lần này xem ra may mắn hơn là bất lợi đó. Cái câu chuyện lúc nãy tạm thời cứ nghe cho biết thôi.
Bây giờ thằng Cát ra chợ đi, hỏi xem nhà của người đàn ông mà lão thầy kể đó là ở đâu và những cái nơi mà hắn thường lai vãng tới. Sáng sớm ngày mai theo ta đi đưa tiễn bà Thu. Sư phụ ơi, lời lão thầy đó có đáng tin hay không? Hắn đã cố ý tìm đến đây á, con nghĩ mục đích không có đơn giản chỉ là kể chuyện đâu. Lúc mặt trời lên, không ai có thể cảm âm một cách chính xác. Hắn đến đây nếu muốn thăm dò đó thì cũng không phải là ý hay, trừ phi hắn ta có pháp thuật hơn người. Tuy nhiên nếu như vậy thì cũng không cần phải tốn công vất vả. Cái thứ hai, bây giờ vong hồn của bà Thu đang nằm ở trong tầm kiểm soát, nếu mà có ý hại hay là ý đồ khác thì rất dễ thực hiện rồi. Ngày mai khi động quan xong, vong linh bà Thu sẽ theo xe đến nghĩa trang. Hắn muốn làm cái gì mà không được, không có chuyện lại ông tôi ở bụi này đâu. Dạ con hiểu rồi. Ủa, nhưng mà chẳng phải nếu như vậy thì hắn đến đây với hai cái nửa mục đích tà chính hay sao sư phụ? Đúng vậy. Một là đồng minh, hai là vô tình tiếp tay. Nhưng tà thì diệt, chính thì theo, phân minh rõ ràng. Hy vọng hắn sẽ không khiến ta phải kể lại một câu chuyện khác, mà trước cái dấu chấm câu cuối cùng là họ tên của hắn. Cuộc tái ngộ hôm nay quả thật làm cho tôi hơi bồn chồn, cứ tưởng rằng sẽ lợi dụng để tìm ra sơ hở, nhưng xem ra câu chuyện vừa rồi càng khiến cho mọi thứ phức tạp hơn. Rốt cuộc ai mới là người đang gây tổn hại cho vong hồn của bà Thu? Và liệu rằng có thêm một con sói nào khác đang ẩn nấp trong bóng tối hay không? Anh Bốn, vô đi tiếp đi, đang đánh dở mà ông bỏ vô chừng vậy. Nè, lên pháo. Đúng là ổng với ông Bốn đang ngồi đánh dở ván cờ. Lúc nãy công nhận tỉnh táo thật, diễn mà như không diễn. Nhưng phải nói rằng về cái tài ứng biến, đúng là khâm phục sư phụ vài phần. Thằng Cát đã lập tức ra chợ để thăm dò người đàn ông được nhắc ở trong câu chuyện khi nãy. Còn tôi ngồi xem sư phụ đánh cờ gần 2 tiếng sau thì thằng Cát cũng trở dậy. Trên tay của nó là mấy con cá đồng với đồ nấu canh chua. Đợi ông Bốn dậy, sư phụ mới bắt đầu hỏi. Sư phụ, đúng như là lời ông thầy đó nói á. Đúng thì mới nguy hiểm. Hắn chắc chắn thừa biết chúng ta sẽ đến tìm, tuy nhiên đã nắm được chỗ ở rồi, sau này tùy tình huống mà ứng biến thôi. Mấy ngày qua không hề để ý đến sự có mặt của người đó. Nè, đêm nay con với thằng Cát đến nhà bà Thu nhận diện lại con sau. Nếu mà con gặp ông thầy ở đó thì cứ ứng xử cho có văn hóa nghe. Dạ. Con có mua cá vậy nè, chúc sư phụ đem qua nấu cho cô Mai đi. Trời, con làm thầy xúc động quá. Dạ, cô sư phụ hết 55.000 á. Sau câu nói của nó, tôi chỉ kịp kéo đầu thằng Cát xuống trước khi cái bàn cờ tướng va chạm xuống nền gạch và vang lên những tiếng cạch khô khốc. Tối đến, theo như kế hoạch, hai thằng cơm nước xong liền chạy sang nhà bà Thu để thăm dò tình hình. Chiếu theo câu chuyện của lão thầy kia kể lại, mọi thứ có vẻ đang rất căng thẳng. Ngày cuối cùng cho nên người đi giếng cũng dơi bớt rồi. Ở ngoài sân chỉ còn họ hàng gia quyến đang ngồi bàn tán trò chuyện là chủ yếu. Lão thầy như thường lệ vẫn ngồi sát cái bàn thờ thánh và cạnh anh đầu của bà Thu, trong khi vong hồn của bà đang chiếm trệ ở trên nắp quan tài, không thấy con quỷ nhi đâu cả. Đảo mắt một vòng, kẻ khả nghi không có mặt ở đây. Hai cậu vừa đến sao? Chỉ vừa mới tới thôi, không thấy người đó đâu hết. Vậy là cậu đã tìm đến địa chỉ mà tôi nói và có gặp hắn ta rồi phải không? Đúng vậy. Nhưng mà nhìn hắn không có toát lên vẻ hiểm ác. Ông có dựng chuyện hay không vậy? Tâm địa thì không nằm ngoài nét mặt và trang phục đâu. Hôm nay không thấy con quỷ nhi của ông đâu hết vậy? Ta đã cho nó quay lại cái nghĩa trang để mà hồi phục âm khí. Sư phụ của các cậu đã dùng bùa trấn âm để thu phục, đâm ra một phần âm khí của quỷ nhi bị hao tổn rồi. Cũng may ông ấy đã đốt đi, chứ nếu không chỉ cần dùng lá bùa đó cũng có thể khống chế con quỷ từ xa đó. Làm sao mà ông biết chuyện đó được?
Sau này có dịp sẽ kể. Có lẽ các cậu đang tò mò về danh tính của ta có phải không? Nếu mà nói ra, chắc sư phụ của các cậu cũng sẽ biết. Có lẽ do dung mạo của ta hiện giờ khiến cho ông ấy không nhận ra mà thôi. Ê, quan đã, hắn đến kìa. Nè các, có phải người đó hay không? À, đúng rồi. Từ hướng ngược lại, một người đàn ông khoảng chừng ngũ tuần, râu ria xòm xòm, ngồi xe lăn, từ từ tiến đến trước ngõ nhà bà Thu. Ông ta không vào mà chỉ liếc mắt vào bên trong, thái độ có vẻ rất mờ ám. À, ta phải vào trong rồi. Ừ, được. Dứt lời, lão thầy hạ trong tay áo xuống một cái miếng bát quái, đi ngang qua chỗ chiếc xe lăn mà không quên để lại một cái nhìn đầy ẩn ý. Bọn tôi giả vờ ngồi bệt xuống bên đường để tiện quan sát mà không gây nghi ngờ. Ở ngoài được một lúc, người gọi xe lăn bắt đầu di chuyển vào bên trong. Thấy có khách đến giếng, gia quyến dẫn ra tiếp đón lịch sự, sai một đứa cháu đẩy xe. Hai thằng vội vã chạy nép sát vào hàng rào. Tiếng chuông tiếng trống bắt đầu vang lên. Người đàn ông nhờ đẩy xe đi một vòng quanh cái quan tài của bà Thu để tỏ lòng thương tiếc. Khẽ dừng lại ở nơi đằng chân, tự dưng lại ho lên sặc sụa. Tôi thoáng thấy lão thầy nhấp nhổm lo âu, nhưng rồi lại tiếp tục ngồi yên tại chỗ. Cái vong hồn bà Thu bất thình lình ngồi dậy, nhảy xuống, đứng trước mặt người đàn ông kia. Hình như họ nhìn nhau rất lâu. Ở bên ngoài, lão thầy đã không còn giữ được bình tĩnh. Có lẽ ông ta muốn can thiệp, nhưng không có chứng cứ để thuyết phục những người xung quanh. Chừng khoảng 5 phút sau, ổng ra hiệu cho người đẩy ra bên ngoài. Tiếng trống tiếng chiên ngừng lại. Vong hồn bà Thu lập tức quay trở về chỗ cũ. Kỳ lạ thật, rốt cuộc ông ta vừa sử dụng pháp thuật hay sao? Nhưng nếu có thì chắc chắn lão thầy kia phải thấy và có biện pháp ngăn chặn kịp thời chứ. Nè các, đi theo đi. Hả, đi làm gì? Tao biết chỗ mở rồi mà. Không, tao đang nghi ngờ kiểu gì ngày mai á ổng cũng sẽ xuất hiện ở đây. Tao muốn xem sự chuẩn bị. Nếu mà thật sự ổng là một người có pháp thuật như mà lão thầy kia kể lại đó. À, cũng được. Vì ngồi xe lăn cho nên người đàn ông di chuyển rất chậm. Bọn tôi phải để cách một khoảng xa mới bắt đầu đuổi theo. Các à, cái đường này đâu phải dẫn ra chợ đâu. Là đường trang nghĩa trang Dung Nhi đó. Hai thằng hết sức sửng sốt khi ông ta đích thị lăn xe đến nghĩa trang Dung Nhi. Trầm ngâm ở ngay cây đa cổ thụ một hồi thì liền chậm chậm tiến vào bên trong. Lúc này không hề có bất cứ một Dung Nhi nào xuất hiện ra. Dừng xe trước một ngôi mộ, chắp tay trước mặt như đang khấn vái điều gì đó. Rồi lão ta bắt đầu òa lên khóc nức nở. Những tiếng ai oán cứ vậy mà vang lên giữa không gian vắng vẻ. Âm thanh vọng về khiến cho những lũ chim cú đang ẩn mình trong bóng đêm cũng phải oằn mình vỗ cánh bay phòng phập. Các, nhìn kìa. Từ phía đằng sau, một Dung Nhi không biết từ lúc nào đã xuất hiện ra, tiến đến đứng ở phía sau lưng của ông ta, nhưng không hề có ý đả động. Nó cứ đứng im bất động, âm khí tán tụ bất thường. Hình như đang có hai tâm hồn khốn khổ vừa mới gặp nhau thì phải. Người đàn ông có vẻ đã cảm nhận được âm khí bất thường, liền quay ngoắt đầu ra sau thăm dò. Rất nhanh chóng, Dung Nhi lập tức ẩn thân đi, để lại một chút xao động nơi bụi cỏ rậm rạp. Sau một lúc quan sát không thấy ai, ông ta châm điếu thuốc, thả suy tư theo làn khói mỏng manh. Thoạt nhìn có vẻ mang rất nhiều tâm sự. Những kẻ trong đầu đầy ký ức luôn cố tìm một khoảng tối để mà đắm chìm, không phải là để than thở cho nhẹ lòng, mà để chắc chắn rằng những khoảnh khắc xưa cũ đó không bao giờ trở nên đẹp đẽ được nữa. Nè, cúi đầu xuống. Ông ta để lại điếu thuốc đang cháy dở trên phần mộ rồi chậm rãi đi ra bên ngoài. Tôi và thằng Cát lập tức nằm bẹp xuống bụi cỏ rậm, lắng nghe từng tiếng bánh xe vang lên đều đều. Nè, chắc ông về nhà rồi, vô trong đi. Có gì trong đó mà vô? Có một điếu thuốc đang cháy dở. Phần mộ trần vô danh, không có ngày tháng năm mất, hình như là mất trong bụng mẹ thì phải. Nói như vậy thì đây có thể là con trai của ông ta sao? Nè, mày hỏi kỹ người ta chưa cắt? Rồi,
ổng không hề có vợ con mà. Ờ, lạ thật. Tại sao lại tiếc thương cái vong linh này? Chắc chắn là phải có mối liên kết nào đó chứ. Nè, hay là mình quay lại hỏi ông thầy kia xem sao. Ờ, không được. Bây giờ vẫn chưa biết thiện ác ra sao. Mỗi thông tin bây giờ đều phải bảo mật. Nếu mà sau này có một gián cờ tàng, còn có thứ mà đem ra làm chốt qua sông chứ. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện ma Huyết Tiên Huyện của tác giả Ngọc Sơn. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối mai với phần kết của bộ truyện nha. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.